Reverend Father, dear Ambassador, dear colleagues, fellow Ukrainians, dear Vietnamese friends. Every year, on the last Saturday of November, a terrible guest comes to the memory and heart of each of us, a remembrance of inhuman crimes that killed millions of Ukrainians. On this day, the soul of our mother Ukraine burns with unbearable pain, and tears tremble, in her eyes. This day is today, for the more victims Remembrance Day. Năm vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 11, một vị khách khủng khiếp lại đến với ký ức và trái tim của mỗi chúng tôi. Ký ức về những tội ác vô nhân đạo đã giết chết hàng triệu người Ukraine. Vào ngày này, linh hồn của đất nước Ukraine, mẹ của chúng tôi bị thiêu đốt bởi nỗi đau, không thể chịu được và những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mắt bà. Ngày này là ngày hôm nay, ngày tưởng niệm các nạn nhân Holodomor, nghĩa là đại nạn đói. 1921, 1922 and 1923, 1946 and 1947, and one of the worst, 1932 and 1933. The Holodomor, Great Famine, which was recognized as genocide against our people by the totalitarian Stalinist regime, resulted in deaths of millions of Ukrainians. There are losses comparable to those suffered by Ukraine in the World War II. Năm 1921, 1922, 1923, năm 1946 và 1947, và một trong những năm tồi tệ nhất đó là năm 1932 và 1933. Holodomor, nghĩa là đại nạn đói do chế độ toàn trị Stalin gây ra, được công nhận là diệt chủng đối với nhân dân chúng tôi, đã dẫn đến cái chết của hàng triệu người Ukraine. Đây là những tổn thất có thể so sánh với những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu trong Thế chiến thứ hai. We will never be able to understand it. We will never be able to forget this. And we will never be able to forgive this. We honor our ancestors, remember the black pages of our history and the years that scarred the hearts of our people. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều này. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được điều này. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho điều này. Chúng tôi tưởng niệm tổ tiên của chúng tôi đến những trang đen của lịch sử và năm tháng để lại vết sẹo trong trái tim của người dân chúng tôi. This year, we honor the victims of the Stalinist genocide against the backdrop of a full-scale war between Russia and Ukraine. Nine decades after the Holodomor genocide, genocidal practices are again being used against Ukrainians. Năm nay, chúng tôi sẽ tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Stalin trong điều kiện chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine. Chín thập kỷ sau cuộc diệt chủng Holodomor, các hành động diệt chủng lại được sử dụng để chống lại người Ukraine. In the current war, Russia pursues the same goal as during the Holodomor of 1932-1933, the destruction of Ukrainian identity and the Ukrainian nation. Both then and now, Russia is trying to break the will of Ukrainians to resist, throwing its entire terrorist arsenal against us. Stalin in the 20th century and Putin in the 21st century made a choice in favor of genocide because other methods of subjugating the Ukrainian people didn't work. Trong cuộc chiến hiện tại, Nga đã theo đuổi tiêu giống như trong Holodomor năm 1932-1933, sự hủy diệt bản sắc Ukraine và quốc gia Ukraine. Cả lúc đó và bây giờ, Nga đang cố gắng bẻ gãy ý chí kháng cự của người Ukraine, ném toàn bộ kho vũ khí khủng bố của họ vào chúng tôi, Stalin trong thế kỷ 20 và Putin trong thế kỷ 21. Đã đưa ra lựa chọn ủng hộ tội ác diệt chủng vì các phương pháp khuất phục người dân Ukraine khác không hiệu quả. Tragic events and crimes unfolding before our eyes clearly demonstrate. Living memory is extremely important.
Those who commit crimes against humanity must be condemned by the world community, and the victims followed. Những sự kiện bi thảm và tội ác bày ra trước mắt chúng ta chứng minh rõ ràng ý thức sống là vô cùng quan trọng. Những kẻ phạm tội ác chống lại loài người phải bị cộng đồng thế giới lên án và các nạn nhân phải được tôn vinh. Our present teaches us that to serve as a safeguard against the repetition of the tragedies and crimes of the past, our memory must be alive and fair. There must be no double standards in the treatment of those who commit crimes against humanity. Hiện tại của chúng ta dạy chúng ta rằng để dùng như biện pháp bảo vệ chống lại sự lặp lại của những bi kịch và tội ác trong quá khứ, ký ức của chúng ta phải sống và chân thật và không được có thái độ kép trong việc đối xử với những kẻ phạm tội chống lại loài người. Today at 4 p.m. by Kyiv time, we will all join the nationwide moment of the silence and light a candle of remembrance in our windows. Let these candles warm the souls of the dead, the souls of innocent victims of the Holodomor, women, men, children, the souls of millions of Ukrainians. May the memory of them live forever. Hôm nay, lúc 4 giờ chiều theo giờ Kyiv, tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau mặc niệm trên toàn quốc và thắp một ngọn nến tưởng niệm bên cửa sổ của chúng tôi. Hãy để cho những ngọn nến này sưởi ấm linh hồn của những người đã khuất, linh hồn của những nạn nhân vô tội của Holodomor đại nạn đó. Những phụ nữ, đàn ông và trẻ em, linh hồn của hàng triệu người Ukraine, hãy để ký ức về họ sống mãi. Thank you very much, dear friend, Father, for your prayers for peace in Ukraine, for millions of innocent Ukrainians almost 100 years ago. Thank you all for that. Thank you very much. Thank you so much for your presence together with us to pray for your country, especially the victim, those who passed away in the past because of hunger. I promise you, I and our community continue to pray for your country, pray to us and make us protect you and understand suffering in your country. Thank you. Thank you so much.